Thế còn thì cũng có những cái lần mà nó ghi dấu lại, là có một lần tôi sửng sốt là khi mà cụ Hồ sang Pháp ấy, đàm phán với Pháp kết thúc bằng cái hội nghị Fontainebleau, thì tôi nhớ là lúc đó là đi tiễn thì đông lắm, nhân dân Hà Nội đi đông lắm, thì cụ Hồ đứng ở trên cái thềm của Bắc Bộ Phủ, và tôi thì có cái nhiệm vụ dắt bác Đinh Chiêm Dương đi vào trong đó để chia tay với lại cụ Hồ. Thì vì bác Đinh ấy là một cái nhà cách mạng rất là lớn, và 33 năm trong các nhà tù đế quốc, và khi mà địch nó thấy ông cụ hoạt động hăng hái quá thì nó cắt một số cái ruột, đoạn ruột của ông ấy, rồi thì nó cắt gân khi mà ông ấy đau chân. Thế nhưng ông vẫn bảo các đồng chí cáng mình đi và vẫn đi hô hào cách mạng. Thế hồi cụ Đinh Chiêm Dương ấy là cái người mà chuẩn bị các thanh niên để gửi sang bên Quảng Châu cho cụ Hồ huấn luyện. Trong đó có một anh về sau này thì tôi quen rất thân, tức là Phạm Kỳ Vân. Nhưng mà anh Phạm Kỳ Vân này thì nhân tiện cũng nói luôn là trong cái vụ án xét lại chống đảng ấy thì anh ấy giờ cũng chết ở trong cái vụ đó. Mặc dù cái lúc mà hoạt động bí mật thì Phạm Kỳ Vân đã là sứ ủy viên Bắc Kỳ. Thế thì khi mà tôi dẫn đi thì mấy anh em bảo vệ ở đấy là họ biết tôi rồi. Cho nên là tôi đưa bác Đinh vào là không có khó khăn gì. Thế khi mà tôi đưa bác Đinh vào ấy thì bác Hồ ở trên cái phía trên đấy là nó chạy xuống. Nhìn thấy thì chạy xuống. Xong rồi thì cầm lấy tay bác Đinh hỏi bác, thưa bác, thế bác ở đây thế nào, bác có khỏe không? Thì bác Đinh trả lời là cảm ơn, tôi khá lắm. Thế nhưng mà thế nào anh, thế nào? Thì cụ Hồ lần đầu tiên tôi được nghe bằng tai của mình đó, là xưng em với lại bác Đinh. Cái đó đã rất Việt Nam. Vì đối với một người hơn tuổi mà lại có cái tình chiến đấu cùng với nhau anh em. Thưa bác, em dạo này khá lắm. Cái đó là một cái mà nó ghi lại cái dấu ấn ở trong tôi về con người của cụ Hồ. Và trong những ngày đầu tiên đó thì ông có nhận thấy là cái sự bận rộn trong công việc của một vị chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam thời bấy giờ không? Cái đó thì không phải tôi mà. Những ai có mặt ở cái giai đoạn đó đều thấy rằng cái người chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam là làm việc một ngày là không đủ cho những cái công việc cần phải làm. Tôi không lúc nào tôi nhìn thấy cụ Hồ rảnh rang cả. Cái chuyện mà bảo là làm thơ, làm thế các thứ là cái đó là cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp thôi. Chứ còn trong cái năm 45-46 đấy, cuối năm 45 và suốt năm 46 thì tôi thấy là cụ Hồ rất bận rộn. Khi đó ông còn nhỏ thì ông có cái sự tò mò của một đứa trẻ nhỏ xem là người lớn bàn tới những cái chuyện gì, rồi có hay cái từ mà Việt Nam hay gọi là trẻ con hay hóng hớt những câu chuyện của người lớn không? Không. Tôi thì chỉ có cái là bố mẹ bảo làm gì thì tôi làm như thế. Thế thôi, nhưng mà chỉ có điều là cái làn sóng cách mạng lúc bây giờ nó có sức cuốn hút rất mạnh mẽ. Tuy lúc đó tôi năm 46 là tôi có 13 tuổi thôi. Thế nhưng mà sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ đó là tôi đã gia nhập ngay một cái đoàn tuyên truyền xung phong. Thì cái đó là lúc đó là nó là cái phong trào chung. Mọi người đều thích là thoát ly gia đình rồi thì đi làm cái điều này điều khác, chứ không ai muốn là ngồi ở nhà. Và không ai nghĩ tới nguy hiểm cho bản thân vào cái thời điểm bấy giờ. Không, hoặc là chính cái cuộc chiến đấu nó cũng không nguy hiểm như là bây giờ chúng ta thấy ở trong cái chiến tranh hiện đại. Bởi vì mỗi một lần mà Tây nó đi càn á thì nó cũng bắn súng đi đùng có khi cả tiếng đồng hồ rồi nó mới lò dò nó đi ra. Thế rồi một lúc xong rồi nó đi về. Thế có những cái cuộc mà ta với Tây đây đánh nhau đó thì thường thường là dân mà thấy bộ đội vào bố trí cái chỗ nào đó thì biết rồi thì đã đi lánh đi rồi. Thế chỉ có Tây nó không biết, nó đi trên cái đường hàng tỉnh hay là gì đó, nó nhanh nhang thì nó bị thôi. Mà máy bay thì Pháp lúc bây giờ nó cũng không nhiều lắm đâu. Mãi đến cuối cuộc kháng chiến ấy thì cái mức độ ác liệt nó cứ ngày một tăng lên. Chứ còn những ngày đầu kháng chiến thì tôi nghĩ rằng là nó không có cái gì gọi là ghê gớm lắm nếu mà nhìn bằng cái con mắt chiến tranh hiện đại. Và chính trong cái giai đoạn ác liệt đó thì ông lại có thêm một cái thời gian mà ở gần gũi hơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không ạ? Vâng vâng. Đấy là năm 50. Tức là nếu mà nói rằng cái năm 50 đấy thì nó có ghi dấu lại bằng cái chiến dịch biên giới. Thì đấy là cái thời gian mà cái sự phấn khởi nó được tăng cao.
nó đã đưa đến những các cái sự gọi là những cái phấn khởi mà ta gọi là lạc quan tếu. Chẳng hạn như là ông Trường Chinh thì đã đưa ra cái là chuẩn bị tổng phản công đúng không ạ? Thì cái giai đoạn bây giờ ấy là đến nỗi mà chính là khi mà ông Trường Chinh mà viết cái là đẩy mạnh cầm cự, chuyển mạnh sang tổng phản công đấy, thì lúc đó Võ Nguyên Giáp cũng triệu tập một cái hội nghị trung cao quân đội cũng nói đúng như thế, thì bị ông Nguyễn Sơn đấy, ông ấy bảo có cái quái gì mà định tổng phản công. Và trong cái giai đoạn đó thì những cái kỷ niệm của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh thế nào, khi mà ông đã lớn thêm rồi và ông lại có cái thời gian mà ở gần nhiều hơn? Vâng, tôi thì cái hôm đầu tiên mà trở lại mà gặp cụ Hồ là năm 1950, vào ngày 19 tháng 5, thì nó đúng ngày cho nên là nhớ. Thì cái hôm đó là tôi về là, thì bố tôi, cha tôi mới bảo là con xuống chào bác đi. Thì cụ Hồ ở một cái, tôi, cha tôi thì ở phía trên đồi, cụ Hồ thì ở một cái chỗ nó hơi thấp hơn chút. Thì tôi chạy xuống thì thấy cụ Hồ đang làm việc ở trong cái phòng đó. Thì tôi bước vào, thì lúc đó tôi là quân đội mà. Thì thành ra là tôi cũng giơ tay chào hai ngón trỏ và ngón giữa đó là áp đúng cái vành mũ và đứng nghiêm. Tôi chào cụ thì cụ bảo rằng là tôi cháu ngồi xuống đây. Thế và tôi nhớ nhất là lúc đó thì cụ có sờ cái áo của tôi và bộ đội bây giờ mặc đã khá hơn trước nhiều cháu nhỉ. Thì tôi có nói là thưa bác, đấy là chỉ để riêng cái quân khu Việt Bắc thì khá đấy bác ạ. Chứ còn cháu đây là cháu mặc quần áo của bộ đội khu 3. Khu 3 thì lúc đó là người ta làm bằng cái sợi visco, nó hơi lỏng thỏng. Tức là khi mà giặt nó rồi ấy, thì là cái áo nó cứ chảy ra. Nó cứ chảy lỏng thỏng. Nó không có đứng cái áo. Thành ra là cái khi mà muốn cho trông nó hùng dũng ấy, là phải cái tay áo là phải sắn lên hết cỡ thì trông nó bộ đội nó còn khỏe tí. Thế thì khi đó thì tôi cũng có trình bày, tôi bảo còn anh em bộ đội ở khu 5 ấy thì là dùng một cái vải là cái vải shita, còn khu 4 ấy thì là vải mộc, còn trên Việt Bắc này thì là cái vải xanh đẹp. Thế các ông cụ bảo thôi bây giờ có quần áo được như thế này để phân biệt thì cũng là tốt lắm rồi. Thế tôi cũng bảo vâng ạ, thế này là tốt lắm rồi. Thế nhưng mà chỉ ít lâu sau thì chính cụ Hồ là người ký cái án tử hình cho đại tá Trần Dụ Châu, là cái người lúc đó chăm lo cái việc làm sao cho bộ đội ở khắp các khu đó đều có cái quần áo chính quy mà mặc. Thì tôi nghĩ là so với cái công của đại tá Trần Dụ Châu,